Xin chào các bạn. Những ngày cuối năm 2018 và đầu năm 2019 đã đến, và trong cái xu thế đó thì mình hôm nay trong cái video này mình muốn chia sẻ cho các bạn cách làm một cái hình đại diện cho cái kênh YouTube của các bạn, hoặc là các bạn có thể làm một cái hình để mà có thể thay cái hình nền cho cái laptop của mình, để chúng ta có thể cảm nhận được cái bầu không khí của năm mới. Và khi mà nhìn vào đó thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thêm cái động lực để quyết tâm làm nhiều việc hơn nữa trong năm 2019 này. Trên màn hình các bạn là một cái hình mà mình vừa tạo nên, để mình muốn thay cho cái màn hình của laptop để tạo động lực cho mình trong quá trình mình làm việc trong cái năm 2019. Thì các bạn thấy, để làm được cái hình này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn các bước làm tương tự luôn ha. Đầu tiên thì với cái hình thì chúng ta sẽ tạo nên một cái hình mới với cái kích cỡ hình, với cái kích thước hình đó là 1280 x 720. Thì các bạn có thể chọn một cái kích thước hình khác tùy vào cái nhu cầu của mình. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn File và chúng ta sẽ chọn New để tạo một tấm hình mới. Và ở cái mục này thì chúng ta có thể đặt tên cho nó. Đặt tên cho nó ở đây, mình ví dụ như là 2019. Còn cái chỗ cái chiều rộng và chiều cao này thì các bạn sẽ để là 1280 x 720. Rồi. Còn các bạn tạo với mục đích khác thì chúng ta sẽ tùy chọn vào cái chiều chiều cái kích cỡ của bức hình. Rồi sau đó các bạn ấn OK. Thì đây là một cái bức hình mới. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đưa cái hình đại diện của chúng ta vào bằng cách là chúng ta sẽ áp vào. Thì các bạn phải chuẩn bị cho mình sẵn một tấm hình có kích cỡ tròn hoặc là vuông. Ví dụ ở đây thì mình lấy một cái tấm hình tròn, thì mình sẽ đưa nó vào bằng cách là chúng ta sẽ chọn File và chúng ta chọn Play. Sau đó thì tìm đến cái nơi mà chứa hình của các bạn. Đây, mình đã chuẩn bị sẵn một cái hình tròn thế này. Đó, thì mình sẽ đưa nó vào. Rồi các bạn sẽ nhấp vào cái nút này, nút tích này để mà mình đồng ý. Sau đó thì mình sẽ thu nhỏ cái hình này lại bằng cách là các bạn sẽ giữ phím shift và các bạn đưa con chuột lên. Khi có mũi tên hai chiều rồi chúng ta sẽ kéo. Thì với cái thao tác này thì nó sẽ giữ cho cái hình của bạn không bị méo nha, không bị méo. Rồi các bạn thả ra và chúng ta sẽ nhấp lại dấu tích này, rồi đưa nó đến cái vị trí mà các bạn muốn, như của mình là mình đưa đến đây. Rồi với cái hình nền thì chúng ta sẽ tìm trên màn. Ví dụ mình làm về, mình muốn một kích cỡ hình màu đỏ của YouTube thì các bạn có thể lên mạng để tìm nha. Mình ví dụ mình hướng dẫn cho các bạn cái cách mà mình làm luôn. Dĩ nhiên là nó có rất là nhiều cái cách làm khác nhau nha các bạn, rất là nhiều cái cách làm khác nhau mà các bạn có thể làm. Nếu các bạn rành về cái hình ảnh chỉnh sửa trên Photoshop thì các bạn có thể làm nhanh hơn. Còn riêng mình thì mình có làm hay làm thủ công thế này. Đây, mình sẽ vào cái hình ảnh. Sau đó mình phải vào cái mục là công cụ và mình chọn kích thước. Các bạn có thể chọn cho nó một cái kích thước chính xác bằng cách nhấp vào đây. 1280 x 720. Tuy nhiên các bạn cũng có thể chọn cho nó nhiều cái kích thước khác nhau. Đó, rồi chúng ta sẽ chọn một cái hình mặc định trên này. Đưa vào. Ví dụ các bạn chỉ cần một cái hình màu đỏ thôi, thì các bạn sẽ tìm đến tìm cái nơi nào có cái hình màu đỏ giống như cái YouTube. Ví dụ mình lấy hình này, các bạn sẽ nhấp vào. Sau đó thì các bạn nhấp phải và các bạn chọn là sao chép hình ảnh, và các bạn qua lại Photoshop và chúng ta sẽ Ctrl V để dán vào. Đây. Thì khi mà dán vào thì Photoshop sẽ phân theo cái từng nhóm nha. Cái hình nào ở trên cao thì nó sẽ hiện ở trên. Các bạn nhìn bên góc phải này thì các bạn thấy là cái hình mà mình vừa dán vào thì nó nằm ở trên cái hình mặt người của mình, thì nó sẽ che đi. Thì mình để khắc phục thì chúng ta sẽ đưa cái hình mặt người lên phía trên, nó nằm ở phía trên thì lập tức nó đã hiện lên rồi. Ví dụ như trong trường hợp này các bạn thấy có cái dòng chữ này các bạn không muốn thì các bạn có thể xóa nó đi. Thì một thao tác làm nhanh là các bạn có thể chọn vào công cụ này. Để bỏ được cái dòng chữ này thì chúng ta có thể copy một cái khoảng trống màu đỏ này và chúng ta đè lên phía trên. Cái cách làm như sau. Các bạn sẽ chọn vào cái layer 1, chính là cái layer mà có màu đỏ thế này. Sau đó thì các bạn chọn cho mình cái công cụ thứ hai có cái phím tắt là chữ M, chúng ta sẽ nhấp vào. Và bây giờ mình sẽ tô một cái hình chữ nhật thế này. Sau đó các bạn sẽ chọn Ctrl C để copy và Ctrl V để dán nó lên.
Thì các bạn thấy là có một cái layer nó vừa được tạo ra, nó tên gọi là layer 2. Thì các bạn sẽ nhấp chọn vào layer 2 này. Sau đó thì các bạn sẽ nhấp chọn vào cái công cụ đầu tiên có hình chữ, có phím tắt là chữ V. Đấy, thì các bạn thấy là đây chính là cái khu vực mà mình vừa copy, thì mình sẽ kéo lên. Đấy, mình kéo lên và mình đè nó lại nha. Nó chưa đủ cái khoảng cách thì chúng ta sẽ kéo ra như thế này. Đấy. Thì đây là cái cách làm thủ công ha. Nó cũng rất là nhanh thôi. Đấy, thì chúng ta sẽ được một cái khung hình đẹp. Ngoài ra thì nó còn một cách khác là các bạn sẽ tô màu cho cái nền này là nó cũng sẽ ra thôi. Tuy nhiên là mình sẽ hướng dẫn từng bước bằng một cái cách mà đơn giản nhất mà ai cũng thể làm được. Rồi, bây giờ mình sẽ đánh chữ vào. Thì để đánh chữ vào thì các bạn sẽ chọn công cụ cái chữ T này. Đấy, mình sẽ nhấp vào nha, và các bạn sẽ chọn cỡ chữ cho nó. Mình sẽ chọn cỡ chữ 12 đi. À, thử các bạn bấm vào. Rồi, ok. Nếu thấy nó quá nhỏ thì chúng ta sẽ kéo nó lên nha, kéo nó lên. Đó, bằng cách là các bạn sẽ chọn vô cái công cụ chữ chữ M này, đó chúng ta kéo lên như thế này. Rồi, bây giờ mình cần đánh thêm một cái dòng chữ nữa thì chúng ta lại làm tương tự nha. Thì các bạn sẽ chọn lại công cụ là chữ T, sau đó thì các bạn chọn cỡ chữ, các bạn chọn cỡ chữ là 48 đi nha. 48 đi. Rồi chúng ta sẽ đánh. Rồi, di chuyển nó thì chúng ta cứ chọn công cụ có phím tắt là chữ M này, rồi chúng ta di chuyển nha. Rồi. Thì đó là cái mục chữ. Rồi tiếp theo, làm sao để mình có được những cái hình như thế này, những cái hình như thế này. Thì các bạn muốn tìm cái hình nào thì các bạn sẽ lên mạng và tìm nha, lên mạng tìm. Mình ví dụ các bạn sẽ lên Google, ví dụ như mình cần một cái cây như thế này. Mình cần một cái cây kiến thức chẳng hạn thì mình sẽ gõ vào cây kiến thức. Và nhớ là chúng ta sẽ tìm cái hình có cái đuôi là PNG để chúng ta khi mà đưa qua Photoshop thì nó xóa nền luôn cho nó đẹp nha. Còn nếu mà các bạn tìm không ra, ví dụ như cái cây này nè, các bạn thấy à. Các bạn thấy cây này thì nó có nền nè, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xóa nền luôn. Các bạn sẽ nhấp phải vào. Chúng ta sẽ chọn là sao chép hình ảnh. Rồi qua lại Photoshop và các bạn sẽ chọn là Ctrl V để dán nó vào. Thì như các bạn thấy là cái hình này thì nó có nền. Nếu chúng ta không tìm được một cái hình nào mà nó không nền thì chúng ta bắt buộc phải chọn một hình như thế này. Thì để xóa nhanh được cái nền này thì chúng ta sẽ nhấp chọn vào nó nha. Vào đó, sau đó thì chúng ta sẽ vào cái normal và chúng ta sẽ chọn là multi line. Thì đây là một trong những cách xóa. Thì các bạn thấy là cách xóa này thì nó sẽ không đẹp, nó sẽ hình nó chìm thế này. Do đó mà mình sẽ hướng dẫn bạn cái cách thứ hai để mà xóa được cái nền này. Bây giờ các bạn sẽ vào cái công cụ thứ tư. Ở bên tay trái nó có tên gọi là Magic Wand Tool và phím tắt của nó là chữ W, thì các bạn sẽ nhấp vào đây. Và với những cái hình mà nó có cái nền đồng nhất như thế này thì các bạn thể xóa nhanh bằng công cụ này cũng được. Chúng ta sẽ nhấp vào đây. Đây, mình vừa nhấp vào thì nó sẽ tô chọn cho mình những cái vùng, sau đó thì các bạn sẽ chọn cái phím Delete ở trên bàn phím. Đây. Rồi sau đó thì các bạn thấy là nó đã xóa xong rồi, thì các bạn ấn phím Ctrl D như thế này. Đấy. Như vậy là mình đã có được một cái hình rất là đẹp, đúng không? Mà cái cách xóa nền nó cũng rất là nhanh, chỉ qua một cái thao tác thôi. Sau đó các bạn sẽ căn chỉnh lại tới cái nơi mà các bạn muốn như thế này. Rồi, tiếp theo nữa thì các bạn có thể thêm vào nhiều cái hình khác nhau. Mình sẽ tiếp tục, ví dụ như mình có thêm cái hình này chẳng hạn. Các bạn nhấp vào nha. Rồi, cái hình này cũng có nền thì mình cũng làm tương tự. Bạn nhấp phải, sao chép hình ảnh và chúng ta sẽ Ctrl V để dán vào đây. Rồi, để xóa được thì chúng ta cũng sẽ dùng cái công cụ này nha, nhấp vào và chúng ta sẽ chọn delete. Đó. Sau khi chọn delete xong rồi thì chúng ta sẽ ấn cái phím là Ctrl D để nó bỏ đi cái vùng chọn này. Rồi. Như vậy là chúng ta đã xóa được nền rồi. Và để nó thu nhỏ cái hình này lại thì chúng ta sẽ qua cái công cụ là move và chúng ta sẽ nhớ là ấn phím shift và để lên cái góc này để khi mà nó xuất hiện cái mũi tên hai chiều thì chúng ta sẽ kéo nó xuống. Đó. Rất là nhanh nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ tiếp vào. Xong rồi. Còn cái hình 5/20/29 thì chúng ta cũng đánh chữ tương tự thôi. Chúng ta sẽ nhấp vào chữ test này. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào và chúng ta đánh là 5/20/19. Đây, thì cái phông chữ thì các bạn có thể thay đổi nhiều cái phông khác nhau. Cỡ chữ to nhỏ thì các bạn chỉ cần là thay cỡ chữ hoặc là các bạn có thể là nhấp vào đây và các bạn kéo lên thì nó vẫn hiểu nha. Đấy. Rồi, với chữ thì để chữ có thể dễ dàng hiển thị trên nhiều nền khác nhau thì chúng ta có thể là thêm một số hiệu ứng cho nó. Mình ví dụ
mình sẽ thêm cái hiệu ứng trên cái chữ là Nguyễn Xuân Ngọc chấm nét này, bằng cách là mình sẽ nhấp vào chữ Nguyễn Xuân Ngọc. Sau đó thì các bạn nhìn ở phía dưới này này, nó có chữ là FX thì chúng ta sẽ nhấp vào. Thì dưới này nó có rất nhiều cái hiệu ứng có thể thêm cho chữ. Ví dụ một cái hiệu ứng mà mình hay sử dụng nhất đó là hiệu ứng Stroke, bạn nhấp vào đây. Thì ở chỗ này thì cái mục color chính là cái mục nền bao quanh cái viền bao quanh cái chữ nha. Các bạn có thể là tự thay đổi cái màu khác nhau, thì các bạn thấy là bên này nó cũng thay đổi nè. Mình thì mình hay chọn cái nền màu đen với chữ trắng cho nó dễ hiển thị. Rồi ở cái mục size thì các bạn thể để từ 1 cho đến 3. Nếu mà các bạn thấy cái số 3 này, để số 3 mà nó hơi khó nhìn thì các bạn thể giảm xuống, như mình để số 2 chẳng hạn. Đó thì các bạn thấy nó màu đen thì nó bớt đi nha. Đó. Rồi, nơi chia sẻ kiến thức thì mình cũng làm tương tự như vậy. Như vậy là các bạn đã được cái hình như mình rồi, đúng không? Còn cái gì nữa? Rồi có chữ này, rồi còn cái logo như thế này. Logo như thế này, cái logo có cái thuyền và có cái tên viết tắt của mình. Thì các bạn làm sao để tạo được cái logo này? Thì mình đã có một cái bài rất là chi tiết để mà hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái phần mềm logo. Và trong cái video này thì mình sẽ nói nhanh luôn. Thì mình sẽ dùng cái phần mềm là AAA logo như thế này. Đấy, khi mà các bạn bật cái phần mềm này lên thì chúng ta sẽ vào được cái giao diện của nó nha. Mình sẽ bật lại cho các bạn xem. Đấy, mình sẽ search trong này và nó sẽ ra này. Rồi, các bạn sẽ đóng lại nha. Thì chúng ta sẽ vào cái mục là Object Library và chọn cái hình là Shape nha, Shape. Ngoài ra thì nó còn rất là nhiều cái chủ đề khác nha các bạn. Các bạn có thể lựa chọn. Rồi, các bạn sẽ nhấp vào đây. Sau đó là thay cái màu đen cho nó. Rồi, bây giờ muốn đánh chữ thì các bạn sẽ nhấp phải vào và các bạn sẽ chọn là... Rồi, các bạn sẽ nhé, bỏ chọn đi, nhấp phải vào và chọn là New Text như thế này. Rồi, các bạn đánh là N, X, N chẳng hạn. Rồi, ví dụ thôi nha. Rồi, thay màu trắng cho nó. Rồi, để cái chữ này nó có thể thu nhỏ lại thì chúng ta sẽ vào cái mục là Scale và chúng ta sẽ kéo lại như thế này. Đấy, các bạn thấy nó rất là đơn giản thôi nha. Giờ là các bạn đã có xong một cái hình logo đại diện cho kênh rồi. Các bạn sẽ vào Edit và chúng ta sẽ vào cái mục là Email Option. Ở đây thì chúng ta sẽ thu nhỏ cái hình này lại bằng cách là cho nó tự thu nhỏ nha. Như thế này. Đó, thì các bạn thấy không? Là mình đã được một cái hình rồi. Sau đó thì các bạn sẽ xuất cái file này ra. Vào file và chúng ta sẽ vào cái mục là Export Email. Và ở đây thì các bạn nên xuất hình ra hai cái hình. Một cái hình có cái đuôi là JPG và một cái hình có đuôi là PNG. Cái đuôi PNG này chính là cái hình mà nó không có cái nền, để chúng ta có thể đưa vào những cái phần mềm khác nha. Các bạn sẽ xuất ra hai file. Đấy, một file này và một cái file có cái đuôi là JPG. Đấy. Thôi ở đây thì mình sẽ không xuất ra nữa nha. Đấy. Như vậy là mình đã có một cái hình. Và bây giờ mình sẽ đưa cái hình nó vào bằng cách nào? Cũng giống như đưa cái hình này vào. Thì mình sẽ chọn vào file, vào play. Sau đó thì mình sẽ vào cái mục nơi mà chứa cái hình của mình. Đấy, mình sẽ vào. Đây, logo nha. Logo. Đây, các bạn thấy là mình tạo rất nhiều cái logo bằng cái phần mềm AA logo. Bạn rất là đẹp nhé. Rồi, mình sẽ tìm cái hình đây. Và mình nhớ là tìm cái hình có đuôi là PNG. Sau đó các bạn ấn play. Rồi, tích chọn cái này. Rồi, bây giờ mình sẽ đưa xuống đây. Các bạn thấy ha. Rồi, chúng ta sẽ tạo thêm một cái dòng chữ nữa. Nha, dòng chữ nữa thì cái cách cũng làm tương tự. Thì các bạn có thể làm nhanh bằng cách là chúng ta sẽ nhấp vào cái nơi mà có chứa chữ đó, chúng ta sẽ nhấp phải và chúng ta sẽ nhân đôi cái layer lên nha, double layer lên và đặt cho nó cái tên nha, ví dụ như là YouTube đi. Rồi, mình sẽ chọn OK. Rồi, đó chính là cái layer này, thì mình sẽ kéo nó xuống. Đó, và bây giờ mình sẽ thấy cái chữ nha các bạn. Thấy cái chữ bằng cách là chúng ta lại vào test và chúng ta sẽ đánh cái chữ mới vào. Rồi, để mình để 30 cũng được. Đấy. Bạn ha. Rồi, chúng ta sẽ lên mạng và kiếm thêm một cái biểu tượng YouTube nữa nha. Kiếm thêm một biểu tượng YouTube nữa như thế này để đưa vào. Rồi, với cái hình con heo như thế này. Với cái hình con heo như thế này thì chúng ta cũng làm bằng cách là tìm cái hình giống như hai cái hình này mà mình đã đưa vào nha. Các bạn sẽ vào như thế này. Chúng ta sẽ chọn là con heo nhé, và nhớ là chọn cái PNG để thử nó tìm ra không nha. Đây thì nó có rất là nhiều cái hình ở đây. Nếu các bạn tìm được một cái hình nào mà nó không có nền nha, không có nền thì chúng ta đưa vào rất là nhanh. Đây, cái cách làm cũng tương tự nha các bạn.
Rồi mình sẽ lấy hình này đi. Thì với những hình mà nó có nền thì các bạn thể đưa trực tiếp vào. Chúng ta sẽ nhấp phải và chọn là sao chép hình ảnh. Rồi bây giờ mình sẽ dán vào đây nha. Dán vào. Rồi cái cách loại bỏ nền thì cũng giống như cái cách mà mình đã bày cho các bạn ở hai cái hình trước. Chúng ta sẽ vào đây, nhấp vào. Rồi delete nó đi. Nha. Đấy. Nó có nhiều cái bước để delete nha. Nếu nó cái hình đó nó không liên tục thì các bạn làm hai bước. Và có thể là nhiều bước hơn. Rồi chúng ta sẽ bỏ cái vùng chọn đi bằng cách là nhấn phím Ctrl D. Rồi các bạn sẽ thu nhỏ hình này lại bằng cách là chúng ta sẽ nhấp vào đây. Nhấp vào đây thì nó sẽ hiện cái khung này. Còn nếu các bạn không thấy nó hiện cái khung thì các bạn sẽ nhìn phía trên này. Nó có chữ là Show Transform Controls. Đấy, chúng ta sẽ nhấp vào và thu nhỏ lại. Như thế này. Đó. Cái hình con heo này đẹp hơn hình con heo của mình nha các bạn. Đây, một tí nữa mình sẽ thay cái hình con heo này luôn. Đấy, thì các bạn có thể để ở đây. Để vào đây nha. Rồi, các bạn có thể đặt cho nó cái vị trí nào mà các bạn thấy nó phù hợp với cái nội dung của mình. Đấy, thu nhỏ nó lại. Ví dụ mình đặt ở đây đi. Thì các bạn thấy là mình đã có được một cái tấm hình rất là đẹp đúng không? Gồm nhiều cái nội dung, hình ảnh khác nhau. Và bây giờ thì công đoạn cuối cùng là chúng ta sẽ xuất cái hình này ra bằng cách là chúng ta sẽ nhấp vào File và chọn là Save As. Thì nếu các bạn muốn lưu lại cái project này thì chúng ta sẽ để cái file dưới dạng là Photoshop thì nó sẽ có cái dạng là PSD nha. Thì chúng ta sẽ đặt tên cho nó ở đây. Rồi các bạn sẽ đặt tên và chúng ta chọn Save là xong. Còn nếu các bạn muốn xuất ra luôn một cái hình thì chúng ta sẽ chọn là cái đuôi là một là PNG, hai là JPEG nha. Thì mình sẽ xuất ra cái đuôi có định dạng là JPEG như thế này. Rồi đặt tên cho nó nha, 2019. Rồi mình sẽ lưu ngoài desktop và mình ấn là Save. Ok, rồi bây giờ mình sẽ ra ngoài desktop và kiểm tra lại cái hình của mình. Mình sẽ nhấp vào desktop ha, và đây chính là cái hình mình vừa tạo ra. Hình 2019 có hình con heo rất là đẹp. Các bạn thấy ha, rất là đẹp. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách tạo một tấm hình để thay thế tấm hình background mặc định của cái laptop. Và các bạn có thể ứng dụng cái cách này để tạo ra lại cái hình đại diện kênh YouTube của mình để tạo một cái bầu không khí mới cho năm 2019 này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và nhớ đăng ký kênh để chúng ta có thể là còn gặp nhau trong những video khác nữa các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.